Hello các bạn, Christina đây. So, hôm nay cái video Christina muốn làm á là chia sẻ bốn cái giấy tờ là rất là quan trọng mình đừng có bao giờ mất với mua hoặc là bán căn nhà mobile home của mình. So, cái thứ nhất á là cái title và cái hoặc cái registration card của mình. So, Christina nhắc người khách hoài, cái title là rất là quan trọng, tại vì cái title của mình á là sẽ cho mình cái right cho bán căn nhà của mình được. So, lúc mà mình bán căn nhà đó, mình phải cần cho cái agent của mình thấy cái title của mình để chứng minh là mình là chủ nhân của căn nhà này. So, giống như là mình mua xe hay là giống như là mình bán xe cũng vậy thôi, mình phải cần có cái title đó thì mình có thể bán cái chiếc xe của mình được. Cũng giống như mobile home, mình cần cái title đó để cho chứng minh là mình là chủ, mình có thể bán được cái nhà của mình. Nếu mà các bạn không có cái title thì mình sẽ có cái giấy registration card. So cái giấy đó này cũng giống cái title thôi, và cái đó cũng sẽ show cho mình đó là cái nhà này là mình là chủ nhân, cái năm của nó là bao nhiêu, cái square feet bao nhiêu, length bao nhiêu, width và cái serial number của mình và cái decal number. So mấy cái thứ đó đều rất là quan trọng. So Christina recommend đừng có bao giờ mất cái đó. Cái thứ hai nữa đó thì cho các bạn nào là mình đã có cái loan lúc mà mình mua căn nhà của mình và mình đã trả pay off cái loan đó rồi. So lúc mà các bạn pay off cái loan đó, thì cái nhà băng sẽ cho cái mình cái tờ giấy nó gọi là lien satisfied, nghĩa là cái nhà băng đã chứng minh đó là mình đã trả hết trơn cái tiền nợ của cho căn nhà này. So họ sẽ release cái interest cho cái căn nhà này, nghĩa là họ không là chủ nhân của căn nhà này nữa, là họ đã remove ra rồi. So cái tờ giấy lien satisfied đó thì các bạn muốn make sure là mình giữ hoài, tại Christina thấy nhiều lần qua rồi đó, nhiều khách mà họ đã trả cái pay off cái nhà của họ rồi, và nhà băng không có bao giờ đưa cho họ cái title mới và không có bao giờ đưa cho họ cái lien satisfied nữa. So ở trong cái system, ở trong giấy tờ thì có thể show là nhà băng. Vậy so lúc mà tới giờ mình bán cái nhà đó thì mình phải cần liên lạc nhà băng lại cho make sure họ clear off đàng hoàng nữa. So rất là quan trọng mình cầm hai tờ giấy đó để cho make sure là chứng minh đàng hoàng các bạn đã pay off hết trơn giấy tờ rồi. Cái thứ ba nữa đó là cái giấy tờ loan của mình. So cái này cho các bạn nào mà đang mua căn nhà mobile home của bạn. So lúc mà mình mua căn nhà mobile home thì tới giờ nào mình ký thì cái nhà băng sẽ cho mình cái loan document. So ở trong cái loan document sẽ cho các bạn thấy mỗi tháng họ phải cần trả bao nhiêu, ngày nào cái số tiền đó là due, tới ngày nào là trễ, nếu mà các bạn trễ tiền đó là họ trả bao nhiêu phí, cái insurance của mình là bao nhiêu. So cái giấy tờ loan document sao rất là quan trọng để các bạn muốn giữ, để cho nếu mà bao giờ mình quên hoặc là mình cần cái người nào mình liên lạc về hỏi về cái loan của mình đó thì các bạn có thể refer tới cái đó. Thì thôi số là quan trọng là mình giữ tờ giấy đó, thì thường đó là lúc mà mình làm giấy tờ thì mình có thể dễ quên cái loan number của mình là bao nhiêu. So giữ cái đó tốt hơn hay là làm copy để trong căn nhà. Và cái thứ bốn là Christina muốn nhắc nữa đó là cái tờ closing của mình. So lúc mà mình đóng căn nhà, lúc mà mình mua hoặc là mình bán cũng vậy, hai bên nó sẽ ký giấy tờ riêng nhau và họ sẽ có cái closing đó thường từ escrow và cái người agent của mình. So rất là quan trọng đó là các bạn giữ cái giấy tờ đó, tại vì có thể là tới giờ lúc mà mình khai thuế là mình mua căn nhà, mình bán căn nhà đó, thường ký người agent của mình đó là cho khai thuế đó, họ sẽ hỏi cái giấy tờ đó. So make sure là các bạn giữ một cái copy đó để các bạn có thể reference, ok, mình đã mua chính xác cái này giá tiền này bao nhiêu, không có phải là cái giá mà các bạn offer đâu, cái giá total final của nó sau khi mình tính tiền phí hết trơn luôn ha. So rất quan trọng các bạn giữ hai cái copy đó để cho có bao giờ nào mình phải cần reference lại cái người khai thuế của mình coi lại một lần nữa, các bạn có thể show đó. Tại vì lúc mà mình liên lạc ra để kiếm mấy cái giấy tờ này thì rất là mất nhiều thời gian, và tốt hơn là mình đã giữ đàng hoàng rồi thì không có bao giờ mình phải cần lo liên lạc người ta nữa. So yeah, đó là bốn cái giấy tờ mà Christina recommend các bạn make sure đừng có bao giờ mất nó. Nếu mà các bạn có question vì nếu mà các bạn đã lỡ mất nó đó, làm sao lấy được đó, thì cứ liên lạc Christina có thể giúp các bạn lấy được một copy được.